báo cáo tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2022. Tính đến 18 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2022, toàn tỉnh đã có 809.420 người trên tổng số 853.373 người từ 18 tuổi trở lên. Hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh được tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 94,85%. Cụ thể như sau,

huyện Đức Đỏ 47.179 người trên 60.876 người, đạt tỷ lệ 77,50%. Huyện Xuyên Mộc 89.433 người trên 95.120 người, đạt tỷ lệ 94,02%. Huyện Côn Đảo 8.364 người trên 7.071 người, đạt tỷ lệ 118,29%. Các đơn vị tiêm chủng khác gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Dũng Tàu, Trung tâm Y tế Việt Trô đã tiêm cho 28.320 người. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 12 tháng 4, toàn tỉnh đã có 809.420 người, trên tổng số 853.373 người từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, được tiêm mũi 3, đạt tỷ lệ 94,85%. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục triển khai tiêm mũi 3 cho người dân theo quy định. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, góp phần ngăn chặn dịch COVID-19, những người chưa tiêm mũi 3 cần chủ động đến các cơ sở y tế địa phương để đăng ký tiêm vaccine liều tăng cường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả tiêm vaccine mũi 3 của các đơn vị địa phương vào lúc 6 giờ 50 phút các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần và phát lại vào các ngày tiếp theo trên sóng BRT. Mời quý vị đón theo dõi.